Ngày xưa em có quen người đó rồi khi gia đình sắp chuẩn bị tiến đến hôn nhân á thì là gãy đổ. Em có màu bé gia đình không chấp nhận, gia đình bên đó không chấp nhận. Dạ. Rồi là coi như là con một mình. Rồi rồi đến 25 là kết hôn một lần nữa rồi cũng ly dị. Dạ. Lần sau là có con không? Dạ không chị. Đầu tiên xin chào chị Hương Trinh, chào chị Cát Tường, chào bàn bên cây bến. Tên tôi là Nguyễn Xuân Dương, ở xóm 8 Hành Lâm, Thanh Chương, Nghệ An. Tôi làm ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Em làm bên công ty lắp đặt xe máy. Rồi Dương năm nay là bao nhiêu tuổi? Em năm nay 39 tuổi. 39 tuổi, từ Nghệ An vào đây lâu chưa? Nghệ An vào đây là 16 năm. 16 năm, thế mình định hướng là sẽ lập nghiệp ở trong này luôn hay là mình sẽ về quê? Ở trong này á chị. Ở trong này luôn ha. Rồi, cho thấy em gái giới thiệu về mình đi ạ. Thường, em chào anh bên kia. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Khánh ạ. Nguyễn Thị Khánh. Quê em ở Gia Lai ạ. Hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hồ Chí Minh mình ở quận mấy em? Dạ, em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp, rồi gần chị luôn đó. Mình đang mình làm công dạ, việc dạ, em là Thảo Mai ạ. Em năm nay 32 tuổi chị. Thế những điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Em biết nấu ăn, làm bánh, đi may quần áo. Nấu ăn là bánh, may quần áo. Hầu dạ. Như là chị Ngọc coi như là bếp núc nữ công gia chính đó. Dạ. Rất dễ khóc. Rất dễ khóc. Cái đó là ưu điểm hay khuyết điểm dạ? Khuyết điểm ạ. Nhiều lúc buồn cái một mình cũng khóc. Câu chuyện gì? Một mình cái suy nghĩ cô đơn ha, rồi không thấy hơn tủi thân đúng không? Rồi khóc. Ai nói hơi nặng lời cũng khóc. Dễ thương quá ha. Rồi, thế còn em trai, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Thật người hiền và sống thì cũng trung thủy. Còn điểm yếu là ăn nói là diễn đạt không tốt với không biết nói chuyện. Ví dụ như đi mà đi chơi với nhà bạn gái là cứ ngồi làm thinh từ đầu tới cuối nữa. Rồi xong đâu là về. Từ nếu mà con gái mà đứa là gửi gợi nói chuyện thì nói được nhiều mà nếu mà không gọi là làm thính. Có nghĩa là bạn gái phải nói chuyện, bắt chuyện mới nói, còn không bỏ im luôn. Đó. Tính là không biết nói chuyện, ngoài không biết nói chuyện. Rồi có thích người ta không? Thích thì biết thích là thích từ con bé thích. Nhưng mà mình yêu kiểu mà cái cách nói chuyện với là không biết diễn đạt á. Trời ơi, bây giờ mình thích là anh thích em, mà anh yêu em, anh nhớ em phải nói chứ. Có nói không? Không có nói là có nhắn tin điện thoại hay gì không, có viết thơ rồi gì không? Nhắn tin điện thoại thì có nhắn. Tính của em thì cũng thật người, không lừa ai hết. Mà ví dụ như quen ai là em cũng thành thật. Mà ví dụ mình có làm gì là cũng chịu trách nhiệm chứ không phải như những người khác là có khi là yêu nhau thì xong đó là bỏ đi mà em thì vậy. Rồi, về tình trường thì sao em? Dạ em tại mẹ đơn thân, em ly hôn được 2 năm rồi. 2 năm, có bé là mấy tuổi? Bé em hiện tại 14 tuổi chị. 14 tuổi? Dạ. Wow, giờ bé đang sống với ai? Dạ bé nhà em đang sống với bà ngoại. Sống với bà ngoại là ở trên Gia Lai hả? Sống dạ. Ở quê á? Bé gái? Dạ bé gái. 14 tuổi, mình chia tay với ông xã là bao lâu rồi? Khi em mang bầu bé em thì em chia tay. Mà nhưng mà tuổi, em tới năm luôn. Năm 2015 em có lập gia đình. Sau đó 2 năm thì em ly hôn. Là sao chưa hiểu nè, hơi rối rối rồi nè. Ngày xưa em có quen người đó à. Rồi khi hai gia đình sắp chuẩn bị tiến đến hôn nhân á thì là gãy đổ. Em có bầu bé, gia đình không chấp nhận. Gia đình bên đó không chấp nhận dạ. Rồi là coi như là nuôi con một mình. Rồi đến 25 là kết hôn một lần nữa rồi cũng ly dị. Dạ. Lần sau là có con không? Dạ không chị. Lý do tại sao là chia tay? Dạ tại vì hai người không hợp nhau. Với lại người đó không có thương con em. Thương con em lúc mình dạ. Tìm hiểu không kỹ hả em? Cũng bạn là giới thiệu chị ạ. Cho nên là em hay tin người. Cho nên là tin tưởng thì quen 6 tháng là kết hôn. Quen 6 tháng kết hôn xong rồi 2 năm sau chia tay luôn. Dạ. Rồi tới nay là được bao lâu rồi? Dạ cũng 2 năm rồi chị ạ. 2 năm rồi. Dạ. Bây giờ là con là đang sống với ngoại. Dạ. Sống với ngoại từ lúc xưa đến giờ luôn á phải không? Bé từ khi sinh ra là sống với ngoại từ nhỏ đến lớn. Tới khi em lập gia đình thì em ở trong này thì em có đưa bé vào. Chồng sau này không thương bé thì con thấy bé nó không vui cho nên là em lại chuyển cho bé về với ngoại trở lại. Em có dự tính gì sau này như thế nào không? Nếu bây giờ em kết hôn nữa thì em có đem bé về ở chung với mình nữa không? Hay là để cho ngoại luôn? Dạ em muốn bé ở với ngoại luôn. Muốn bé ở với tại ngoại vì luôn. Bé cũng muốn như thế.
coi như một lần rồi, bé bị cũng bị tổn thương phải không? Dạ. Khi mà ba dưỡng không thương. Dạ. Với lại bé gái cái tuổi 14, 15 tuổi này là bắt đầu tuổi dậy thì, cũng rất là nhạy cảm. Bà ngoại lớn tuổi chưa? Dạ, bà ngoại năm nay 56. 56 thì cũng còn trẻ, có thể dạy dỗ với tâm sự với bé được. Dạ. Em có thường hay thăm cháu không? Dạ thì gọi điện cho bé thường xuyên. Hè thì bé vào trong đây với mẹ. Ừ, hè rồi. Hè lâu lâu thì mẹ về. Ừ. Thôi vậy thì có bà ngoại là cũng đỡ. Rồi, thế còn bên mình tình duyên mình như thế nào? Tình duyên em có hai mối tình. Mối tình thứ nhất là quen nhau đến lúc một thời gian thì tôi với cô ấy đi uống nước thì tôi thử nói cái từ chia tay xem cô ấy phản ứng thế nào, thì ai ngờ là cô ấy nổi trận lên là bắt đầu mắc mới gì mà đang chia tay luôn. Tự nhiên mắc mới gì nói thử chia tay là sao? Thử để nói để xem phản ứng của họ thế nào. Mà tại sao thử từ chuyện đó có gì mà vui mà thử? Đang quen đang yên đang lành tự nhiên thử nói chia tay. Thì vô tình nói cái đó là ai ngờ là chia tay thật luôn. Trời ơi, anh cũng rậm lắm, vậy là cái đó là lỗi của em. Đúng không? À, còn mối tình thứ hai thì mai mối. Thử thử một thời gian thì cũng thấy cũng hợp, chứ mà hai người đã có baby á, và xong đó là làm thủ tục cưới luôn. Cưới luôn thì một thời gian sống ly thân rồi xong rồi là ly hôn luôn. Giờ bé là bé mấy tuổi? 5 tuổi. Bé trai hay bé gái? Bé trai. Giờ đang sống với mẹ? Đang sống với ông bà nội. Lý do tại sao ly hôn? Mình đã sống thử với nhau một thời gian rồi mà. Em thì cũng muốn ở với nhau để cho bé nó có cha có mẹ, nó đi nơi đi chốn mà kiểu cô ấy có người khác á, thấy là như vậy là không còn khả năng để mà ở được thì giải quyết cho cô ấy, để cô ấy đi với người khác luôn. Mà giờ là cô ấy đi kết hôn luôn rồi? Cô ấy cũng sống chung với người khác á. Là cái người mà lúc mà đang ở với em phát hiện đó là giờ ở với người đó luôn. Đó. Có ra tòa ly dị không? Có ra tòa ly dị rồi. Là mình bắt con? Ra tòa ly dị thì cô ấy nói cũng thỏa thuận là nuôi con, chứ cô ấy cũng để cô ấy đi. Cô ấy đẩy cho nuôi con luôn thì ra tòa, cái tòa giải quyết luôn. Và hiện giờ là con sống với ông bà là sống ở ngoài này Nghệ An á. Thế bao lâu mới ra thăm con một lần? Một năm thì khoảng tầm 1-2 lần. Vậy mẹ là có thăm con không? Sống ở Hà Nội thì cũng gần cho nên là cũng về. Cũng có thăm? Có. Còn hai người hoàn cảnh cũng bi đát quá ha, cũng gần giống nhau thôi, mình cũng có thể hiểu được nhau phần nào. Thế bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người, cái mẫu người tương lai sau này sống chung với em là mẫu người như thế nào? Em muốn tìm một người nói hiền. Hiền? Mà cũng nói hơi nhiều, tại vì em cũng ít nói. Rồi anh này cũng ít nói luôn à, hai người chắc ngồi nhau nhìn nhau luôn quá. Giờ ở nhà thì cũng nói mà ra ngoài là em ít nói chuyện. Về ngoại hình có tiêu chuẩn gì không? Ngoại hình cao 1m65 là được. Rồi, có gì nữa không? Vậy còn anh, rồi cái mẫu người là bạn gái mình cần tìm là người như thế nào? Mẫu người chiều cao thì 1m50 trở lên, cân nặng tầm 40-60, hiền trung thủy. Rồi mà lý do sao suy nghĩ nhiều quá hay sao mà tóc bạc dữ vậy? Hồi nãy bịt mặt nạ mình tưởng đâu chắc ông nào già lắm, mở ra mặt cái măng mà tóc bạc hết trơn gì? Tóc em nhánh bạc mấy mai rồi, còn cách mấy năm trước thì là tóc đen. À là mới đây thôi? Mới. Không có ý định đi nhuộm cho nó trẻ hả? Thôi để cho nó thật. Để cho nó thật. Cái tưởng nó là tóc máu xấu nên tóc nó bạc. Còn này sao một đêm thức trần trọc tóc nó bạc luôn ha? Y như trong phim vậy đó. Đưa tấm hình vậy rồi sao người ta nhận ra cái gì hình mờ căm vậy? Trong điện thoại mấy tấm hình đẹp mà tự nhiên điện thoại nó mất hết hình á. Trời ơi. Còn sót lại hình nữa rồi. Ráng kiếm đi đó, ảnh trong ba anh này nè. Đó, hình bên đây người ta rõ hết sức luôn hả? Trời ơi, sao mình nhìn nó trong hình với ngoài. Lạ quá, biết chọn cô nào trời. Đó, coi hai tấm thôi, coi nhiều nó rối. Trong hai tấm đó là đều có cổ hết á. Cổ là ai ạ? Cô này. Lý do sao chọn cô đó? Rồi cô đó là bên đây là cô nào? À, lý do ta sao chọn cô đó? Hai hình có cô đó. Rồi, giữ nó đi để coi mở màn ra coi đúng không? Ai ạ? Dạ anh này. Lý do sao chọn anh đó? Cái giọng nói. À, trời ơi, nhìn cái giọng nói biết cái tướng luôn. Rồi, bây giờ mời hai bạn hãy nhìn qua cái cô cửa trái tim này nha. Để mình xem cái cảm giác đầu tiên ngày hôm nay mình đưa ra có đúng hay không nè. Ten 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 ten.
Rồi sao ạ? Cái này là sai rồi. Sai rồi. Ở đây... cô này phải không? Đúng rồi, cô đó mới đúng à. Cô đó ở đây nè. Thì hình như bên đây là... cô này. Không phải đâu. Cô này nè. Hỏi cô coi, cô đó đó. Thấy chưa? Đúng chưa? Em đây rồi. Đó, chính xác. Trong ở ngoài so với trong mình như thế nào? Giống trong hình. Giống trong hình phải không? Rồi. À, đây đây, cái này sao? À, vừa đâu gặp em lần đầu thì anh... Cảm ơn anh. Có món quà tặng anh ạ. Rồi, món quà gì vậy? Có thể thu đây. Thôi thì chị tìm xem nhé. Rồi, ngồi xuống nha hai bạn. Wow, cái gì đây? Chú bé gì vậy? Dạ, cái bức tượng này có một cặp ạ. Nên em tặng anh một... À, cái này là cái tượng dạ. Có một cặp. Cái chữ love mà có nửa hả? Còn một nửa cũ giữ lại. Nếu chúng ta bấm nút hẹn hò thì về mới ghép đôi lại. Còn không thôi đứa giữ nửa chơi vậy đó. Nửa nó không có ý nghĩa đâu. Nhà hai cái ghép vô nó mới có ý nghĩa. Ờ, sợi dây lịch có cặp thì mong rằng chúng ta cũng có thể tìm được một nửa của mình. Khi mở trái cửa trái tim mình ra, cảm xúc đầu tiên khi mình gặp nhau như thế nào? Cảm xúc đầu tiên là cũng hồi hộp. Tại vì em cũng chờ lâu rồi. Vừa nay gặp thì mới biết. Thì thấy sao? Dễ thương, quý tính. Thế còn em? Thấy anh nhân cũng những người em đang tìm. Đúng những người em đang tìm luôn. Dạ, dạ. Cảm xúc đầu tiên là tốt rồi ha. Tự nhiên ăn đi, tự tin lên. Dạ, em mời anh ạ. Dạ, mời em. Anh sống cùng với ai ạ? Anh có một mình đó. Em hiện tại đang ở đâu? Dạ, em đang ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp? Thì từ với anh trên em thì cũng gần, tại vì từ Nhân Trạch đi qua phà cất lái có 15 cây à. Còn ai rồi thì đi tới Gò Vấp thì cũng chắc phải tầm 30 cây. Ừ, tầm đó. Ai là thứ mấy trong gia đình ạ? Anh thứ hai. Em cũng thứ hai. Trời ơi, nãy giờ không mở nắp ra ăn luôn miếng nào luôn. Chưa không ăn là chắc tập trung nói chuyện phải không? Nói chuyện xuất sự. Thật sự hai bạn là đều là những người đã từng gãy đổ rồi. Thế mình có rút kinh nghiệm gì được để mà cái nguyên nhân mình gãy đổ để mình tiến tới một cái mối tình nữa nó sẽ bền vững hơn không? Cái trường hợp của em ấy thì thứ nhất là hai cái chiến sổ hai, thứ hai là hai bên mà cũng không hợp ấy. Thứ ba nữa là cái khoảng cách nữa, vợ chồng với nhau mà hai người đã ở hai nơi thì thường thường là sẽ nảy sinh như thế này thế khác, cho nên hai người phải có ở gần nhau mà phải có một khoảng thời gian là chủ nhật hay ngày nào đó rảnh đi chơi hay đi đâu đó để mình hiện tại cái khó khăn là hai người đang ở xa nhau đúng không? 30 cây thì đi cũng nhanh, khoảng tiếng rưỡi. Tiếng đang định là một tuần gặp nhau một lần chủ nhật đó hả? Chủ nhật hoặc là buổi chiều thì em khi nào rảnh có thời gian sắp xếp được thì anh lên, tại vì anh thì cứ 3 giờ chiều là về rồi thì chiều nào cũng rảnh hết. Có điều là đi hơi cực thôi, anh có ngại đi đường xa hay không thôi? Đường xa thì không ngại. Dạ em còn 6 tháng đến năm. Em có muốn sinh con nữa không? Em thì thế nào cũng được, có con nữa thì càng tốt. Không cũng sao ấy. Em thì có muốn sinh con nữa không? Dạ em cũng muốn vậy ạ. Nói chung là hai bạn thì ai cũng có con riêng rồi. Dạ. Nếu mình có nữa thì mình cùng chăm lo cho con cái cũng tốt. Ha, có nghĩa là cái này tùy duyên. Chị hỏi ra hết để các bạn hiểu nhau được nhiều hơn thôi. Dạ. Nãy em nói em tuổi gì? Dạ em tuổi mèo. Tuổi mèo, em tuổi gì? Tuổi thân. Tuổi thân, có hợp nhau không? Hợp. À, vậy là tuổi này lấy nhau được đúng không? Hợp đúng không? Ngày xưa ba của con em cũng tuổi thân vậy. Nói chung là tuổi tác nó không quan trọng, quan trọng là cái con người. Quan trọng là do mình. Đúng rồi, tính cách con người. Và nếu như đó là một nửa của mình thì mình phải hy sinh. Mình phải, mỗi người đều phải hy sinh, không có nào mà toàn diện. Không bao giờ mấy chục năm gặp nhau mà hợp ý nhau được hết trơn á. Nó phải có cái sự, nó gây gỗ như anh thôi. Mình yêu thương nhau thì mình phải biết vun đắp. Rồi, bây giờ Tường có mấy câu hỏi của chương trình ha. Mỗi người bóc một lá bài rồi mình thực hiện những cái điều trong này để mình hiểu nhau nhiều hơn hoặc mình có cơ hội tiếp xúc với nhau để mình thân mật với nhau hơn. Rồi, mời bạn trai bóc trước. Đọc lớn lên nha. Là một đường tạc cụ tế phế mai. Phố mai que, phố mai que phải không? Phố mai que. Rồi. Để đối phương phải bật cười. Rồi em đọc câu hỏi em lên luôn đi.
thử đặt một biệt danh ngọt ngào và đáng yêu cho người đối diện và gọi người ấy thật tình cảm. Rồi, hai bạn, mời hai bạn. Trời ơi. có cô đẹp cô bê que gì vậy? Chưa, ngồi ngay ngắn lên làm đàng hoàng làm sao cho dễ thương là nhìn người ta nè. Cụ te coi. Trời, giống như đi chụp hình hay là làm điệu đồ này kia vậy đó, làm đi. Với con gái nó hay lắm. Được không em? Được rồi. Thôi được rồi, lấy con em vậy em. Từ em ở nhà em hay đặt heo. 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 Trời ơi, đặt tên cho người ta, đặt tên heo hả? Dạ. Dễ thương đó hả? Chiều cái tên này không em? Tên ngọt ngào người yêu em đặt cho em đó. Anh heo. Anh heo. Trời ơi, gì kỳ vậy? Tên kỳ quá à. Đặt tên gì cho nó ngọt ngào xíu coi. Em thấy cái tên đó cũng là dùng giống em, người em cũng còn to. Vậy luôn hả? Vậy em nói gọi ảnh đi. Đó, gọi trong đó nói ngọt ngào với bạn trai gọi đi. Rồi nói đi. Trời ơi. Ơi em. Ơi. Làm lại nè, giờ bên đây gọi bên này ơi nè. Heo ơi heo. Ơi heo. Trời ơi, tình yêu thì tôi không hiểu tình yêu gì luôn mà. Heo ơi heo ơi. Ok, kệ, đó là quyền của các bạn. Các bạn thấy được là được rồi. Thế bây giờ thì Tường sẽ cho hai bạn 30 giây nữa nha. Hai người mình nhìn thẳng vào nhau, rồi để mình quyết định đưa ra quyết định là mình có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nãy giờ trò chuyện, thật ra thời gian nó ngắn, nhưng mà mình cũng đủ cảm nhận được. Còn mình muốn tâm sự nhiều hơn, tìm hiểu thì mình phải có nhiều thời gian nữa. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Nhắm mắt lại ạ. Đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của các Tường. 1 2 3. Hết thời gian. Em có nhấn không vậy? Dạ có vậy ạ. Có thì mình không vô, mình nhấn mạnh hơn nữa. Tưởng đâu không nhấn hết hồn à. Rồi mời hai bạn qua bên đây ạ. Chị thấy em nhấn xong nó lợp cái bàn của chị luôn mà nó không vô. Nắm tay nhau đi hai bạn. À, và bây giờ là nụ hôn đầu tiên dành cho nhau. Nhân kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Hôm Trưa. Anh hôn hết. Chị Tường thay mặt cho chương trình ha, chúc hai bạn chọn lần này là đi với nhau đến răng long đầu bạc luôn nha. Cố gắng lên nha. Mình phải hy sinh chăm sóc cho cái cây tình yêu của mình nó đâm hoa kết trái. Chúc mừng hai bạn đã gặp được nhau trong chương trình nha. Rồi em cảm ơn chương trình đã dành cho em gặp được bạn gái. Rồi. Dạ, em chào chị. Em chào bạn nữ bên kia ha. Thì em tên Tuấn. Em sinh năm 1982. Mặt cũng dễ thương nha, có đồng tiền rồi nữa dạ, nha. Dạ, cảm ơn. Quê mình ở đâu Tuấn? Quê em miền Tây, Hậu Giang á chị. Hiện tại thì em đang sống làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là bên kho. Lên thành phố lâu chưa? Năm nay cũng hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm. Dạ. Mình ở trên này với ai? Hiện tại thì em ở trên đây một mình. Mình đông anh chị em không? Nhà em thì có 6 người. Mình thứ mấy? Nếu miền Tây gọi là thứ 5 đó, thật ra là thứ 4. Thứ 4. Dạ đúng rồi. 2, 3, 4, 5, dạ, không có anh dạ, cả. Dạ, dạ anh không cả. Cả. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của Tuấn là gì? Điểm mạnh thì nói chung là em sống tình cảm. Mà cũng có thể tình cảm này cũng là điểm yếu của em luôn. Lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Em thì thời gian rảnh của em thì hay xem tin tức, rồi cà phê bạn bè. Đôi khi thì cũng có hay tiệc tùng, rồi anh em ngồi lại với nhau, chén tạp chén hù. Hỏi là 40 tuổi thì mình đã có kết hôn lần nào chưa? Dạ em đến thời điểm này thì chưa từng kết hôn lần nào. Chưa từng kết hôn dạ. Lần nào. Ba mẹ dưới quê có hối thúc không? Dạ. Thì nhân câu hỏi này của chị thì em đến đây thứ nhất á, là em tìm một nửa của em. Đồng thời cũng là tìm cho mẹ một nàng dâu. Tìm cho mẹ một nàng dâu. Ok, một chút chị sẽ khai thác nhiều hơn. Bây giờ thì cơ hội để cho bạn gái giới thiệu đã nè. Chào dạ. Em. Em chào chị Cát Tường. Rồi cái giọng này cũng cùng miền Tây luôn phải không? Dạ. Em tên gì? Dạ em tên Lê Kim Nhẫn. Dạ. Em ở Hậu Giang. Hậu Giang luôn? Dạ. Ủa? Luôn Hậu Giang là chỗ nào? Em ở thị xã Long Mỹ. Bên này? À, bên này ở Vị Thủy. Dạ giáp ganh á chị. Giáp ganh. Giáp ganh luôn, hàng xóm rồi đó. Vậy là làm dâu cũng dễ nè. Tôi thấy ổn rồi đó nha.
À, có ngại làm dâu không em? Dạ em thì bây giờ em có nhà riêng rồi, làm dâu chắc cũng ok ha, được ha. Nhưng mà hiện tại là em đang sống ở đâu? Em sống ở phường 5 đó, em sống nhà riêng chị. À, có nghĩa là lên đây chỉ ghi hình thôi? Dạ. Vậy đó ha, trời đi ghi hình thấy cực khổ ghê không? Rồi định chừng nào về? Dạ ghi hình xong rồi em sẽ về lại chị. Sài Gòn thì em cũng lên thường chị. À dạ, tại em đi lấy hàng trên đây nè. Đang kinh doanh gì? Dạ em đang kinh doanh ba lô túi xách trên 10 năm rồi chị. Nhà mình đông anh chị em không? À, nhà em đông chị, chín người anh em lại. Con ngô ở dưới quê đẻ dữ ha. Mình thứ mấy? Dạ em thứ 8 chị. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 80 chị. 80 là lớn hơn Tuấn 2 tuổi. Dạ. Wow, nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1 nha. Rồi cho chị hỏi câu này mới là quan trọng nè. Mình đó có trải qua hôn nhân lần nào chưa? Dạ chưa chị. Dạ chưa chị. Chưa luôn. Dạ. Và điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á là tính thương người. Khuyết điểm của em á là chậm chạp, giặt đồ đồ này kia là em chậm chạp, còn buôn bán thì vẫn bình thường. Nếu như người ta mà than khổ trước mặt em là em sẽ chịu không nổi. Rồi em chịu không nổi em làm gì? Có thể giúp người đó một số vấn đề, giống như là người ta lại đã mua cái đó, người ta than nhà đã nghèo này kia đồ á, con cái lo ăn học á không có đủ rồi này kia, rồi ba lô cặp đồ mình có thể bớt người ta, và có cái nào mà mình thấy được á mình cho luôn. Trời ơi, kinh doanh thì cũng khá dữ ha. Rồi nhiều khách khổ tới không? Thưa cũng có chị. Nghe tiếng lành đồn xa đó là nhiều khách khổ tới quá, đừng có giới thiệu khách khổ tới nha. Trời ơi, khổ tâm ghê vậy đó. Rồi, em có thời gian rảnh rỗi để đi chơi, đi giao du bên ngoài bạn bè không? Dạ, cuộc sống của em buôn bán đó chị. Em thức khuya dậy sớm lắm, bán cả ngày nên em ít có đi ra ngoài giao lưu với bạn bè lắm. Khi nào mà bạn bè hẹn đi ăn hay là đi chơi gì đó thì em tranh thủ thời gian, em nghỉ buổi chiều vậy đó, rồi đi. Bây giờ cho tôi hỏi một chút tình trường nè. Thường thường chị tưởng đâu nãy nghe ông này 40, tôi cũng giật mình rồi. Tôi nói ở gãy đổ lần nào chưa? Cũng chưa. Còn trong trắng trinh nguyên tôi mới quản. Rồi nghe bên đây 42 tuổi tôi hết hồn. Chà, bữa nay kèo này chắc khó à. Nhưng mà cuối cùng cũng chưa luôn. Thì hồi trước giờ em cũng trải qua hai mối tình chị. Rồi. À, lúc đó em 27 tuổi, em có quen một mối tình. À, lúc đó được một năm mấy, gia đình còn phong kiến quá, phân biệt tuổi tác á chị. Không hợp tuổi hay gì? Dạ, không hợp tuổi chị. Rồi tụi em chia tay với nhau khoảng 3 năm nay. Là em đi Sài Gòn lấy hàng vậy nè chị. Cái quen một cái anh đó, ảnh cũng ở ngoài Bắc đi vô, ảnh đi vô Hậu Giang, ảnh công tác. Tụi em đi cùng xe rồi có làm quen với nhau. Bây giờ cũng liên lạc qua lại, cũng gặp nhau được 3-4 lần. Nhưng mà anh đó thì ảnh có gia đình, ảnh đang ly dị vợ. Em á thì người em khuyên, tại vì ảnh đã có 2 đứa con rồi. Em khuyên dạng như thấy được á thì vợ chồng hàng gắn lại với nhau nên không nên gãy đổ. Trời, em cũng rảnh quá ha. Em nói cái đó là em không thể nào bước vô được. Rồi em cúp liên lạc với ảnh luôn. Cũng thấy thương quá, người này đúng là tâm tốt nè. Ok, rồi bây giờ tới phiên Tuấn là tình trường sao? Chắc là không có được nhiều như vậy. Do là khi em quen á, em xác định là yêu. Yêu cô đối với em thì chỉ có một. Yêu cô đối với em thì chỉ có một. Tại vì như người đó đối với em á, yêu á, là em có thể thay đổi vì người đó thì em mới gọi là yêu. Còn nếu mà xử như chỉ quen thuần tí thì em không là yêu. Mà cái một cái người đó là bao lâu rồi? Dạ cũng tầm 10 năm rồi chị. Quen nhau cũng tầm cả năm vậy đó. 10 năm rồi thì nhưng hết mà, yêu người đó phải yêu người khác chứ không lẽ... Tức là em vẫn có quen, năm nay giống như là quen để biết chứ cũng không phải là yêu. Rồi kể mối tình đó nghe coi, yêu sao yêu dữ vậy, yêu đậm sâu, kể nghe coi nè. Em là cái người rất là có cái cá tính riêng. Nhưng duy nhất cái cô này làm cho em thay đổi cá tính đó. Thay đổi gì? Thay đổi từng cái chi tiết giống như em nói là cái chuyện nhắn tin với nhau á, giống như cái thói quen em giống như là có đầu chả có đuôi. À, từ cái câu chuyện đó mà có không phải là bắt bẻ mà là góp ý cho em thì em cũng thay đổi được, có nghĩa là có đầu có đuôi đó. Đó, em thấy một hành động nhỏ vậy thì em thấy rằng là đây nó là người mình yêu. Mình có thể thay đổi đấy, nhưng mà nó để lại cho em một cái hối tiếc. Mấy câu chuyện là cô này thì cổ cũng khá là tâm lý và cổ đưa ra nhiều bài toán để cho em giải lắm đó. Mà trong cái bài toán kết thúc cuộc tình này đó là cái câu chuyện để mà cổ đi lấy chồng theo cái ý nguyện của gia đình cổ ấy. Em hiểu đó là cái bài toán cho em giải đó. Thì em đã cố gắng để giữ lại rồi. Em lại tỏ ra là cao thượng cho nên em cảm thấy chưa có cái sự quyết đoán. Dạ đúng rồi, em cũng em có còn... sự giành giật trong tình yêu. Dạ đúng đúng rồi, em nghĩ như vậy. Cái cách nghĩ thời điểm đó của mình nó non quá. Nó mới 30 ba mấy vậy hả? Dạ đúng rồi, nó non quá. Em nói tiếp thật sự. Bên nhà trai bên kia người ta khá là coi như là điều kiện người ta khá tốt. Tự ti, không tin vào bản thân. Đúng, đúng. Cái đó có là... chút sĩ diện chồng nữa. Dạ, đúng. Có chút tổn thương chồng đúng, nữa đúng. Em mong muốn tìm một người bạn gái hay là một người vợ trong tương lai mình là người như thế nào? Cái câu chuyện của em thì bao gồm em gắn liền với cả gia đình em.
và em cũng muốn là một nửa của mình á có những cái cảm xúc tương đồng với mình. Mình bỏ qua hết những cái gọi là chi li nhỏ nhặt. Có nhiều người trường hợp em thấy cái kiểu mà đưa ra những cái quan điểm giống như là phải thế này, tóc cao, tóc ngắn hay là các kiểu. Đó là chỉ là bên ngoài thôi, đó là chỉ là bên ngoài thôi. Lúc 10 năm trước, 20 năm trước mình sẽ nói câu đó. Nhưng bây giờ 40 tuổi rồi, cảm giác là tim chạm tim, hơi thở chạm hơi thở với nhau, sống cả đời với nhau, sống cả đời với nhau. Thì đó là cái tiêu chí của em. Từng có thể là nhiều khi mấy bạn nghe có thể là nghe nó trừu tượng quá, nó chung chung quá đó. Nhưng mà nếu mà bạn nữ của em mà hiểu cùng tần số, dạ đúng rồi, tần số. Có nhiều người đặt ra rất là nhiều cái tiêu chí nhưng mà cuối cùng rồi tìm mãi đâu có thấy đâu. Dạ. Hoặc là cuối cùng rồi mình sẽ ở với một người chả hề trúng một cái tiêu chí nào của mình hết. Đời tình yêu nó khó nói lắm. Nhưng tiêu chí của mẹ thì như thế nào? Ba mẹ thì như thế nào? Dạ, thật ra thì tiêu chí của ba mẹ em rất ư là đơn giản luôn. Rồi. Bây giờ là chỉ cần là mày cưới cho tao con dâu là tao được rồi. Mày cưới cho tao con dâu là tao được rồi. Người già mà dạ, dưới quê dạ, nữa. Dạ đúng rồi. Năm nay ba mẹ là bao nhiêu tuổi? Dạ hơn 60 rồi chị ạ. Vậy là sinh sớm à? Dạ đúng rồi. Tại vì chị biết là ở quê mà. Ở quê thì đa phần là lập gia đình sớm. Thật ra là làm mai cho những người tuổi trẻ chị không có áp lực, nhưng mà những bạn lớn như thế này là chị cũng áp lực dữ lắm. Dạ. Mọi thứ là chị chỉ nói những cái điều gì tốt nhất để các bạn hiểu nhau thôi. À, rồi em thì muốn tìm một người bạn trai, một người chồng tương lai là người như thế nào nè? Em muốn tìm một người bạn trai, người chồng lý tưởng của em là tánh chững chạc, có hiếu với gia đình, có tánh tự lập, trung thủy, không vũ phu, có cơ sở làm ăn, cầu tiến, là bao nhiêu là đủ rồi chị? Nhiều đó, trời, nhiều đó là quá trời rồi đó. Nhưng mà bây giờ chị có một cái vấn đề chị hơi lăn tăn. Hồi đầu nghe Hậu Giang là mình thấy điểm mạnh. Nhưng bây giờ Hậu Giang nhưng mà cổ vẫn đang ở Hậu Giang. Còn em Hậu Giang mà em ở thành phố. Tìm hiểu qua lại một thời gian, chị nói ví dụ mà ổn. À, em là đàn ông nè, trụ cột nè, em định cái tương lai như thế nào? Nơi ăn chốn ở, em thấy sao? Dạ, em hiểu. Em chỉ chú trọng tới vấn đề là hợp hay không hợp. Nếu mà cái yếu tố thứ nhất mà nó ok rồi á, thì cái chuyện còn lại nó lệ thuộc vào cơ sở của hai bên. Cảm giác là tim chạm tim, hơi thở chạm hơi thở với nhau, sống cả đời với nhau, sống cả đời với nhau. Cái bên nào có lợi hơn thì mình tính thôi. À, cứ ngồi bàn bạc dạ, với nhau. Dạ, đúng rồi. Mà thật ra nếu mà em về quê thì nó cũng thuận, tại dạ, cũng là quê nhà, gần ba mẹ thì cũng càng tốt. Dạ, đúng. Nhưng mà nếu như cái công việc trên này nó chưa ổn thì mình về, còn nếu nó ổn rồi thì mình thuyết phục đâu vợ cứ lên thời gian. Dạ, dạ. Từ từ được thì mình về, còn nhà dưới đóng cửa cho thuê. Dạ, đúng, đúng không? Dạ, đúng. Chị nói vậy thấy được không vậy? Cổ thì cổ kinh doanh tự do thì nó cũng đơn giản thôi. Cái chuyện này chị tính hơi xa, nhưng tất cả mọi thứ mình phải nghĩ tới trước, đúng không? Dạ, mình nghĩ sức sắp xếp mình dạ. Nó mới để ra mình biết là nó thuận lợi hay nó không thuận lợi. Dạ. Rồi cho chị Tường coi hình của em coi nè. Rồi hai cô vậy thôi đó ha. Đó, hai cô là có một cô đó là cái cô với em đang nói chuyện đó. Một anh, hai anh, ba anh, bốn anh. Tôi nhìn tôi còn chưa biết anh nào luôn á. Hơi khó nha. Bên đây có hai cô à, bên đây bài toán này khó hơn. Bài toán này khó hơn mà tôi nhìn đây mà tôi có khi cổ chỉ cái người này hay là cái người này hay người này là chết em luôn á. Em đâu? Ủa chị nhìn thấy không nhận nghe em luôn hả? Đây hả? Người nào đẹp trai nhất đó? Đây hả? Dạ. Em cao mét mấy? Mét bảy đó chị. Trời ơi, nhìn hình này năm nào vậy? năm thành bão lũ. Trời ơi. Cũng gần 10 năm. Trời ơi. Kiếm đi, ảnh cao mét bảy. Bên đây hình như có vẻ dễ tìm mà phải không? Dạ. Cô nào? 50-50 mà em chọn xài nữa. Chết luôn á. Dạ. Chọn đi. Em nghĩ là cô ở màu rực. Màu rực? Màu rực. Lý do tại sao chọn cô màu rực? Em thấy nổi quá, chắc là vậy. Vậy hả? Dạ, buôn bán chắc hay thích màu nổi. À vậy hả? Rồi bên đây anh nào? Sao chọn cái anh đó? Em tưởng tượng như tầm 1m7 rồi chắc anh này. Bây giờ nói chuyện thấy cũng không có đến nỗi mà lớn tiếng quá. À. Dạ. Rồi, bây giờ mọi người hãy nhìn vào cánh cửa trái tim để chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra, chúng ta có cái sự phỏng đoán đúng hay không nhé. Ten. Chào dạ, em. Dạ. Gọi em có tiện không? Trời em chứ còn gì nữa. Lên chương trình nè. Này rồi anh phân biệt gì nữa. Đúng rồi, mẹ chị nè, mẹ chị dặn nè, ra đường giống đực là anh mà giống cái là em. Mẹ em có dặn em vậy không? Dạ. Chưa dạ, phải không? Giờ dạ, em mới nghe chị nói. Chị nói cho nghe. Rồi, mình tặng quà đi. Qua trái tim này luôn. Dạ, qua trái tim luôn hả chị? Đúng rồi. Xuyên tim hả chị ơi? Xuyên tim. Dạ. Anh gửi tặng cho em ha. Dạ. Hy vọng là em thích món quà này. Dạ, cảm ơn anh. Công nhận dạ. Là nó lại có sự trùng hợp em luôn á, cái màu rực. Em cũng có quà tặng cho anh.
Rồi anh cảm ơn em nha. Ngồi xuống rồi mình chia sẻ sao trùng hợp gì nè. Thì em thấy màu rực nè, màu đỏ nè, cái này nó cũng màu đỏ nó. Trời ơi, cái bình bông á hả? Trời đất ơi, trùng khớp ghê. Rồi em nói về ý nghĩa món quà em tặng cho ảnh đi nè. Dạ, món quà thì em nghĩ là nam thì thường đi đám cũng hay là mình trang trí lên cho đẹp. Thì em có món quà cà lao bát này là em tặng để đi đám á. Phải không? Hay là muốn trồng vô cổ người ta là siết luôn? Cái đó là ý nghĩ thôi chị. Siết vừa. Chắc không có ý đồ gì chọn đó. Ý nghĩ thôi. Rồi, không biết là khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cái cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Em thì em hy vọng rằng trái tim mình cũng sẽ mở ra. Nên là có những cái tín hiệu nó dạ, vui, dạ, rộn ràng, dạ, tích cực. Dạ đúng rồi. Còn mọi thứ thì đương nhiên phải tìm hiểu thêm. Dạ đúng rồi. Vui đúng không? Dạ. Còn em? Dạ. Em thì cũng có chút là giống như là thấy cũng thân thiện đó chị. À vậy là được, dạ. Tôi mừng quá trời. Có nhiều khi mở ra mà hai người không muốn nhìn mặt nhau là tôi rầu lắm, tôi làm mai làm mối cho tôi rầu lắm. Hãy biết sao, nhiều khi chương trình thấy hợp nên kết nối tụi em mà bản thân tụi chị nói là tình yêu đó là gì? Là cảm xúc. Cảm xúc không ai đong đếm được, đúng không? Dù khi chị thấy được mà tụi em thấy không được, chị cũng đâu làm gì được em đâu. À, nhưng mà thấy được là vui rồi. Tôi có ý kiến. Qua thắt cà vạt cho anh đẹp trai coi. À, đứng lên cho đứng xích ra ngoài ghế cho cổ thắt cho nó đẹp dễ nè. Rồi em nói đi. Đây. Quà tặng phải có ý nghĩa, mình ghi hình lại cho nó đẹp. Chị không biết thắt cà vạt nha. Bây giờ cái này mà đã thắt sẵn rồi chị. À, mà tôi không biết thắt cái này nha trời. Lần nào có lần thắt là cà vạt trai chưa? Dạ chưa anh. Trời ơi, thắt cà vạt cho trai chưa? Không có chuyện đó. Thắt cà vạt cho trai chưa? Tại vì cái này thì hồi đó giờ em cũng chưa có từng sử dụng á chị. Nên thành ra em cũng chưa có biết gành. Dạ. Đứng ngang ngang vậy nè. Đó, rồi. Dạ. Quay qua cổ chứ. Anh quay qua cái cổ, quay qua cổ chứ trời đất ơi. Vô mặt cổ. Cổ thắt mà nhìn đâu sao cô thấy đường của thắt. Thắt nhẹ nhẹ thôi nghe em. Anh sợ hả? À, anh sợ siết. Đàn ông đây vô lực thôi chứ phụ nữ đâu có vô lực đâu. Đúng không? Tự nhiên lên chương trình cái dạ. Bánh trai luôn. Hy vọng là anh thích cái ngày này. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Cảm ơn em. Đẹp chưa? Thôi cũng tạm tạm. Siết lên cao một chút mà tại nãy em nói em đừng có siết quá. Đừng siết quá, cái cổ nương tay luôn. Rồi ngồi đi. Phải nương tay chứ chị. Cổ nương tay luôn, cô chưa có siết quá. À, bây giờ thì chị Tường nghĩ rằng là hai bạn sẽ cần một chút thời gian riêng tư để trò chuyện với nhau. Mình là chương trình Hẹn Ăn Trưa. Mời các bạn sẽ thưởng thức một buổi ăn trưa của chương trình. Và nhớ là trong thời gian vừa ăn uống mình có thể thoải mái mình trò chuyện với nhau. Thời gian trên chương trình thì không có nhiều. Để đủ mình cảm nhận thôi, chứ còn hiểu thì mình cần có nhiều thời gian hơn sau chương trình. Ăn thua là mình có bắt cái khoảnh khắc này được hay không, để mình có cái hẹn hò hay không mới là quan trọng nha. Nói là lên đây lúc mấy giờ? Dạ em lên hồi giác gần 8 giờ, 7 giờ 50. À, anh tưởng đâu là em ở trên này. Không có, em ở dưới mấy hàng. Anh ăn tự nhiên ha. Rồi, rồi. Em ăn tương á nên ăn tương hả? Dạ. Cái này không phải tương đúng không? Dạ, cái này là đồ mặn. Tương là em ăn chay trường hay sao? Dạ không có, giống như hồi năm gọi em ăn hồi tháng 7 đó, rồi chụp với ba em mất rồi em ăn tới bây giờ luôn. Dạ. Chứ không phải là em ăn chay trường, em không nói là em ăn chay trường. Ăn được tới đâu thì hay tới đó. Rồi anh ở trên đây bao lâu vậy anh mới về thăm nhà một lần? Anh thì cái thời gian thường là đa phần ra vào ngày lễ, ngày nghỉ anh mới về. Hoặc là có những cái dịp gì đó mà cần thiết về thì mình về thôi. Nếu như địa lý nó xa vậy anh có ngại yêu xa không? Anh có người Hậu Giang mà. Hậu Giang nhưng mà anh làm việc ở trên Sài Gòn. Thật ra thì nếu mà kết nối được thì cái chuyện đó không quan trọng. Không quan trọng. Tại vì cái cảm xúc không phải là dễ có. Nếu mà có thì mình phải nắm bắt, đúng không? Nắm bắt mà mình giữ nó nữa. Cái nắm rồi mà không biết giữ thì cũng đúng rồi, nắm không biết giữ thì cũng mất thôi. Đúng rồi. Thì anh lên đây là anh ở nhà trọ hả? Được bao nhiêu năm rồi anh? Hơn 10 năm rồi. Vậy là anh còn sống chung với gia đình chứ chưa có làm riêng?
Đúng rồi. Dạ. Rồi thí dụ như giờ là hôm nay em với anh có cái duyên đến nhau rồi bấm nút hẹn hò, rồi cái thời gian mà hẹn hò anh nghĩ như thế nào? Cái thời gian nó xa gì nè, giống như người ở Sài Gòn, người ở Hậu Giang. Em thì lúc nãy anh có nghe em chia sẻ là có hay lên đây để lấy hàng. Dạ. Ừ. Thì thỉnh thoảng em cũng có lên. Đúng rồi, cái thời gian đó cũng là cái thời gian mình có thể mình cân đối, mình cân đối. Cái thứ hai nữa là lúc mà khi anh về quê. Anh về quê. Rồi hàng tuần thì anh làm có được nghỉ trong tuần ngày nào vậy không anh? Thường thì chủ nhật anh được nghỉ. Một ngày. À đúng rồi. Nhưng mà thường một tuần anh nghỉ một ngày đó là anh đi đâu, đi làm việc gì hay là về quê? Một ngày thì không đủ để anh về quê. Chủ yếu rồi đi mình vui chơi này kia nọ với bạn bè. Có khi cà phê một mình cũng không chừng. Rồi lúc anh về quê là anh phải xin phép nghỉ hay sao? Thì nếu cần là mình xin phép nghỉ. Vậy đó hả? Vậy là công ty anh làm cũng dễ ha? Nếu cần thôi chứ không phải lúc nào cũng cần. Dạ. Đấy. Ủa, anh làm việc đó là ở đâu? Ở quận mấy anh? Bên Thủ Đức á. Thủ Đức? Đúng rồi. Dạ. Đó là anh làm bên... Bên kho hàng. Kho hàng. Đúng là rồi. Kiểm hàng gì vậy anh? Hàng của anh bên anh là hàng bên thuốc á. Thuốc thú y. Bên thú y. Đúng rồi. Hồi đó anh học ra rồi có bằng đó anh làm bên đó luôn hay là sao? Không, anh cái bằng của anh không liên quan gì tới cái ngành đó chứ. Vậy đó hả? Anh đi làm nó khác, anh trái ngành. Dạ. Trái ngành nhưng mà vẫn vô làm. Cái ngành của anh là cái ngành làm ruộng á. Dạ. Rồi. Nhưng mà nói về làm ruộng anh cũng chả biết làm ruộng luôn. Vậy là gia đình anh với làm ruộng? Ba mẹ làm ruộng. Vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì ông bà già rồi, không có làm, không sức làm nữa. Dạ. Nên giờ là cũng cho người khác, người ta thuê người ta làm. Dạ. Thì coi như anh cũng không làm rồi, ba mẹ thì lớn tuổi rồi, cũng đâu có thời gian làm. Đúng rồi. Dạ, anh là út trong gia đình chưa? Sao anh còn ba đứa em? Còn ba đứa. Đúng. Gái hay trai vậy anh? Ba đứa em gái. Ba đứa em gái. Rồi cũng chưa lập gia đình hết vậy anh? Mấy đứa nó có gia đình hết rồi. Vậy đó. Còn một mình anh thôi. Dạ. À. Rồi hiện giờ ở dưới là ai sống chung với ba mẹ anh? Hiện tại thì bà chị thứ hai nhưng mà cũng ra riêng nhưng mà cũng gần ở đó. Dạ. Ừ. Cũng qua lại này kia nọ. Dạ. Rồi thí dụ như anh có gia đình, anh làm gia đình rồi anh về sống chung với ba mẹ để làm dâu hả? Cái đó thì anh nói, lúc nãy anh có nói là tùy. Dạ. Tùy. Nói chung là thứ nhất á, tùy ở đây là gì? Ví dụ như em cảm thấy rằng là cái sự mình cần thiết, mình yêu quý, giống như em nói là em một người đàn ông có hiếu đúng không? Yeah. Thì cái chuyện gọi là nếu mà đàn ông có hiếu mà người ta quan tâm tới gia đình ba mẹ của ba mẹ chồng, yeah, thì rất là quý, rất là tốt. Đó. Thì ở đây mình có hiếu thì mình thể hiện nhiều cái góc độ, chứ không phải là chỉ một cái ở kế bên thì mới gọi là có hiếu. Đấy. Cho nên là mình có thể ví dụ như mình ở một nơi nào đó nhưng mà cơ sở làm ăn mình tốt, mình có thời gian để về thăm hoặc là có điều kiện để mà chăm lo thì cũng đó là cũng là một cái việc. À, chứ không phải nhất thiết là phải ở phải chung với ba mẹ. Đúng rồi, không nhất thiết là như vậy. Giống như là thời buổi kinh tế hiện giờ á, là chỗ nào làm ăn được thì cứ ở, cứ sống ở đó chứ không nhất thiết là phải về sống với ba mẹ. Ý anh là như vậy đúng không? Thì cái đó là cũng là một trong những cái ý, nhưng mà nếu mà dụ như cái thến thời điểm mà cần thiết thì anh cũng phải về. Còn cuộc sống của em hồi trước giờ thì sống riêng một mình thì cũng trên 10 năm rồi. Không có ở chung với gia đình đó. Thì cuộc sống em cũng rất là thoải mái. Rồi... Em ngại gì làm dâu rồi. Dạ, thì em cũng có kinh doanh riêng, anh cũng biết đó. Thì kinh doanh riêng rồi về sống với ba mẹ thì em thấy cái điểm đó thì chắc nó hơi bất tiện cho em rồi đó. Rồi, thì anh hiểu. Có nghĩa là cái vấn đề của em là gì? Liên quan tới làm ăn, đúng không? Dạ, công việc làm ăn của mình. Còn ba mẹ thì già thì cũng phải chăm chứ không thể nào mà bỏ được. Vì giữa hai bên vậy mình sắp xếp thời gian như thế nào mới là quan trọng. Thật ra thì cái đó thì anh nghĩ nó cũng không phải là bài toán khó. Không khó. Nếu như mà ví dụ như em có cái tấm lòng nghĩ tới, bản thân anh có lòng nghĩ thôi, thì mình có nhiều cái cách thức để mình thực hiện mà. Đúng không? Nhiều người ta bị nặng quá. Người ta có thể là không cùng suy nghĩ. Thì bây giờ cũng phải ngồi lại bàn với nhau tính toán sao cho tốt nhất, đúng không nào? Dạ. Đấy.
có cách giải quyết hết á, nhưng mà vấn đề có lắng nghe nhau không. Có tiếng nói chung hay không? Đúng rồi, đúng rồi. Lắng nghe là tôn trọng cái chia sẻ, ví dụ như mình phải biết được cái nào nặng, cái nào nhẹ. Đó thì cả hai cảm thấy là hài hòa nhau thì nó đó mới gọi là gia đình. Với anh là như vậy. Chứ còn mà theo với tính anh đó thì gia trưởng, anh kỹ nhất là cái từ gia trưởng. Gia trưởng nó chả phải giúp lợi ích cho gia đình hết á, nó đè nặng cái gia đình. Nó ví dụ bản thân anh nè, nếu anh không phải là người có cái đầu óc tốt, anh sẵn sàng để cho người phụ nữ làm chủ gia đình. Có nghĩa là những vấn đề quyết định liên quan tới gia đình anh để cho phụ nữ làm hết. Quyết định nha. Đấy. Thì anh lắng nghe. Còn em thì ngược lại, em tìm người đàn ông là trụ cột trong gia đình. Giống như phụ nữ mà có khi về cũng còn sinh con đẻ cái rồi này kia. Người mà lo kinh tế, người của chọc gia đình đó là đàn ông thì nó đúng hơn. Rồi. Phụ nữ lúc nào đó cũng phải dựa vào đàn ông đúng không? Rồi, tức là nãy anh nói như vậy em chưa hiểu anh. Là anh nói giả sử. Chứ không phải là anh thoái thác cái chuyện gánh vác gia đình. chị phải nhắc em chứ chị không nói chứ em lo mê nói chuyện không. Vậy nhường em bóc trước á. Mỗi người nói lại. Thôi bắt bóc trên. Chúng cái gì chúng cái gì chương trình gì chúng hồi họp anh rung á. Dung quá à. Em trúng gì vậy? Quan niệm về giữ bốc thăm trúng thưởng. Trời ơi, vậy trả lời câu hỏi. Anh đang trúng thưởng thiệt hả? Anh đọc trước đi. Anh nhường em luôn á. Rồi vậy đi em đúng rồi, đúng rồi. Quan điểm của bạn về chuyện giữ tiền khi về chung một nhà. Rồi, tức là cái câu hỏi đó là em hỏi anh hay? Đúng rồi, là... đúng rồi, em hỏi anh đó. Cái này câu này học, câu này là hỏi theo ý kiến của bên chương trình, chương trình đó. Đúng rồi. Là bên kia bóc sao là bên đây trả lời hay là ngược lại hay sao? Chéo hay sao? Cả hai cùng trả lời, vậy thì em trả lời trước cái nội dung này đi. Theo em thì sao? Theo em á thì người phụ nữ giữ tiền thì đúng hơn. Tại sao? Tại vì á chi tiêu trong nhà như là xà bông, bột ngọt, nước mắm gì đi, không lẽ mỗi lần hết là phải là xè tay rồi anh ơi hết này, anh ơi hết cái kia. Đó là quan điểm của em là như vậy. Em xè tay nó hơi nặng nặng quá. Còn anh thì như thế nào? Thật ra thì đối với anh á, cái người giữ tiền á là người biết tiêu tiền. Cái chữ biết tiêu tiền nó thật ra thì nói là rất cả dài dòng lắm á. Nhưng mà đơn giản là gì? Em sử dụng đồng tiền nó phát huy được hiệu quả tối đa. Có thể em cầm 20.000 đó, nhưng mà tạo ra một bữa cơm gia đình thật sự ý nghĩa. Nhưng mà với người khác phải dùng con số tiền là 200.000 mới có một cái bữa cơm ngon. Nhưng mà riêng em thì em có cái đó. Đó là cái phát huy được cái giá trị đồng tiền. Đúng rồi. Ví dụ nãy lúc nãy câu chuyện là gì? Cái em đang nói là em có một cái nhược điểm đúng không? Anh thấy có đúng là nhược điểm của em. Có nghĩa là em cái nhược điểm của em là tình cảm. Em thấy ai mà cứ nỉ nê tái tê với em là em cho người ta. Nhưng mà với anh á thì cái chuyện đó đối với anh phải cân nhắc. Anh phải cho đúng người. Chứ không phải là gặp ai anh cũng cho. Tại vì giống như em nói, em cần một người đàn ông tự lập. Chỉ có tự lập mới suy nghĩ được cái điều này. Tại vì khi tự lập á thì người ta phải lo mọi thứ. Tất cả mọi thứ xung quanh đời sống người ta, thậm chí là gì, quan tâm tới người thân nữa thì người ta quan tâm tới người, lo người thân nữa. Cho nên tuy rằng đó là 1.000 thôi, nhưng nó sẽ phát huy hết giá trị của nó nếu em gửi đúng người. Đấy. Đó là cái này cũng liên quan tới là tiền. Cho nên là với anh á thì với ai là người biết sử dụng tiền, ví dụ như em có thêm giữ tiền, anh nói ví dụ nha. Nhưng cái vấn đề chi tiêu á là mình thảo luận với nhau, thống nhất để chi. Được không? Cái đó là vấn đề bình thường. Chứ còn nhiều khi có những người mà ví dụ anh nói anh đưa tiền cho em đi, xong cái em thấy ai thương người cái em gửi cho người ta. Không anh. Thí dụ như mình cũng phải biết là nhà đó như thế nào chứ, tự nhiên cái người thì đó em hồi nãy xin, đang giá ăn xin mà cho sao được anh? Hồi nãy em có câu chuyện của em là cái em đang nói là cứ này nỉ em suốt cái là em cho đó. Không phải là này nỉ, tại vì em bán ở đó người nào nghèo á, đi lại thì em biết. Em biết là cái gia đình họ như vậy, họ thường đến mua đồ của em. Chứ nếu như vậy thì chắc tài sản của em cho hết rồi đó. Không còn đâu anh. Rồi. Nó cứ nghĩ mình nó có những điểm như vậy, ta tới để xin thì anh phải cho rồi đúng không? Nhưng mà nó phải cân nhắc mình nhìn được cái người đó như thế nào. Cho phải đúng đối tượng nó mới có ý nghĩa. Chứ như vậy thì chắc tài sản em cho hết.
đúng không? Thế ví dụ như bây giờ anh đặt cái vụ đi, dạ. Em giữ tiền đi, dạ. Rồi cái chi tiêu của người đàn ông gọi là chồng em đó, dạ. Thì em sẽ tính làm sao? Cái chi tiêu thì tất nhiên là tới tháng thì chồng lãnh lương đúng không? Ừ. Lãnh lương thì đưa cho vợ, ví dụ như lãnh lương được 10 triệu đi, ừ. Thì mình lấy 7 triệu còn 3. Còn 3. Là để cho chồng bỏ túi rồi khi mà đi ra đường gặp bạn bè nhậu rồi này, ừ, kia, ừ, hay là cà phê cà pháo. Ừ, rồi. Chứ em mà lấy hết á, thì chồng em đi ra đường á, người ta nói trời ơi tưởng sao đi ra đường mà không có tiền không bạc, nói người ta nói thì cũng là nói em chứ nói ai đúng không? Ừ, rồi. Người ta nói chồng nó vậy mà về lấy tiền hết trơn mà không đưa cho chồng nó. Rồi người ta đánh giá em chứ người ta đánh giá anh đâu. À rồi, rồi tiếp anh, tiếp anh hỏi tiếp. Dạ. 3 triệu đó là em định mức hay là 3 triệu đó là 3 triệu hồng hờ thôi? 3 triệu là em nói trong cái mức phần trăm thôi. Ví dụ như 10 á thì mình đưa lại 3. Còn ví dụ như 3 triệu mà thấy cảm thấy là chi phí của chồng không đủ thì mình có thể mình bỏ thêm. Chứ không nhất thiết là mình phải giữ hết cái số tiền đó anh. Thì tiền rồi, thì còn... cũng là xài chung mà đúng không? Rồi. Ví dụ như giờ trong nhà mua một cái món đồ đó, anh không đồng ý em dám mua không? Ừ. Đúng không? Ừ. Rồi em đồng ý mà anh không đồng ý. Rồi hoặc là anh đồng ý em không đồng ý. Ừ. Thì phải bằng bạc qua đúng không? Ừ. Nếu hai người mà không đồng ý nhau đâu có mua được. Anh nói ví dụ 3 triệu đó anh xài 10 ngày hết. Rồi sao? 10 ngày hết, 10 ngày hết thì tháng lương coi như là tháng lương đó là anh xài hết rồi đúng không? Ờ thì anh nói ví dụ vậy đi. Dạ. Ờ nói ví dụ vậy. Tháng lương đó anh xài hết. Ờ. Xài hết thì cứ chi tiêu cứ mỗi tháng như vậy hoài. Tháng nào anh cũng là xài hết tháng lương đó. Rồi lỡ mà sanh con đẻ trái ra rồi chi phí đâu để nuôi con anh? Ờ. Đúng không? Cái đó mình phải rút kinh nghiệm lại. Ừ ừ. Nói chung là phải có dư, mỗi tháng là phải có dư ra. Đúng không? Nếu về sống chung một nhà thì con cái thì phải có rồi đúng không? Ừ, ừ. Mình phải chi tiêu sao mà để còn lại nuôi con nữa. Ừ. Chứ đâu phải 10 triệu, tháng đó mình xài hết 10 triệu. Ừ. Anh giả sử thôi. Dạ. Anh giả sử thôi. Thế mình chốt được cái câu, cái kiểu, cái vấn đề giữ tiền được chưa ta? Có nghĩa là nếu, ví dụ như em có thể làm giữ tiền, nhưng mà vấn đề là gì? Vấn đề là khi sự chi tiêu nó có định mức, có sự bàn bạc. Đúng dạ, không nè? Đúng rồi. À, thế đó là ok ha. Dạ. Rồi tới cái câu hỏi thăm trúng thưởng của mình. Của anh. Câu của anh là gì? À, của anh nè. À, phát hiện người yêu vẫn nhắn tin qua lại với nhiều vậy. Chương trình chơi gài nè. Ba người yêu cũ thì bạn xử lý ra sao? Là... với ba người yêu cũ. Ba người yêu cũ hay là ba của người yêu cũ? Ba... cái này chính xác là ba người yêu cũ chứ không phải ba của người yêu cũ. Ba người yêu như... cũ. Ờ ba người yêu cũ thì em đi anh dẫn ưu tiên cho em trả lời. Thì em có thể dò xét người ta người ta xác định rõ là ba người yêu cũ luôn nè, không có mãi mai vào đâu hết trơn á. Dạ. Ừ rồi. Thì em biết như vậy em hỏi thí dụ như hai người đã chia tay từ lâu rồi sao mà còn qua lại, về vấn đề gì đúng không anh? Ừ. Vấn đề gì mà còn qua lại trong khi đã có em rồi, ừ, mà anh còn qua lại với người ta, ừ, đó là phải có gì mới qua lại được. Ừ. Và câu nói là anh trả lời như thế nào? Qua lại hả? Em dùng từ qua lại hả? Nếu không qua lại làm gì nhắn tin đúng không? Nhắn tin qua lại của em chứ với nghĩa gì cũng được chứ. Nói chung có nhắn tin là phải có qua lại rồi. Không, ý em trong đầu em có nghĩ rằng là qua lại nó không, có em cái... không đi sau vấn đề đó. Cũng phải nghĩ tới chứ. Dạ. Thì nhắn tin thì tất nhiên là cũng phải có qua lại rồi, nếu không á người ta đã cắt nhau rồi, cắt kết rồi, không tức là trong đầu em vẫn phát sinh trong đầu là tình cũ không rủng tới. Dạ. Chứ không phải là ví dụ như giờ á mình đã chia tay, mình đã có vợ có con rồi mà còn qua lại với người khác. Rồi. Là phải có cái gì mới qua lại vậy. Rồi rồi. Còn em vẫn đặt dấu chấm hỏi. Đúng, đúng không? Đúng. Rồi. Với anh thì không cần dấu chấm hỏi nha, anh xét thôi. Xét sao? Cuộc sống hàng ngày tụi mình có như gì? Hạnh phúc không? Ừ. Bây giờ em cho em nhắn tin với 10 người yêu cũ đó, anh vẫn bình thường. Bởi vì anh biết rằng cuộc sống của em nó đang trọn vẹn trong gia đình này rồi. Đâu có cần nghi ngờ. Không cần nghi ngờ. Đúng rồi. Nhìn vào đó thôi, anh không cần nhìn điện thoại của em. Ừ. Nói thật nha là cái quan điểm của anh là điện thoại của em vẫn là của em. Yeah. Nếu em cần anh nhờ anh giúp cái gì liên quan điện thoại của em thì anh mới coi, anh mới lấy ra anh làm đúng cái. Nếu mà anh cảm thấy phù hợp. Đấy. Chứ thật ra là ba người hay 30 người cũng được nghe chương trình. Không, em nói anh. Anh nói ví dụ thôi. Người phụ nữ nào cũng có hết trơn. Thậm chí cả anh luôn. Nếu thương thì đã ghen. Đúng không? Thương là phải ghen chứ không bao giờ thương mà không ghen. Thì đương nhiên. Thì tất nhiên là phải hỏi ra cho ra được cái câu chuyện đó như thế nào, anh qua lại như vấn đề nào. Mà sao mà cứ hàng ngày em thấy nhắn tin hoài. Anh kia em bỏ luôn sao bỏ được đúng không? Thế cái ngày nào cũng nhắn tin là 2-3 bữa thấy cái tin nhắn, 2-3 bữa tin nhắn, mà nhiều khi anh nói không có gì hết, không có gì mà làm gì cô ấy nhắn tin với anh hoài đúng không? Thì tất nhiên là người phụ nữ cũng phải ghen chứ. Còn là anh cũng phải ghen chứ. Phát hiện là vẫn nhắn tin thôi mà nhắn tin. Thì rằng anh lo bổn phận của anh tròn trách nhiệm trong gia đình. Trách nhiệm của anh thì lo tròn, nhưng mà cái nhắn tin đó thì người ta phải ghen và phải hỏi chứ.
Anh đã có em rồi mà anh còn nhắn tin với người khác qua lại. Hỏi thôi hả? Còn làm gì nữa không? Còn làm gì thêm nữa không? Ví dụ như có manh động không? Không, phụ nữ mà làm gì manh động anh? Ừ, có người phụ nữ cũng manh động chứ. Dạ, hỏi chị Tường đi, chị Tường biết kìa. Gì 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 hỏi tôi, cái gì hỏi tôi? Bảo, em không, em em bảo rằng là phụ nữ ghen không có manh động. Trời ơi, ai nói? Đó. Em cũng tùy, tại em nó hiền lành. Bây giờ em muốn hiền lành hay là em muốn nó bạo động như chị? Thì em nói chung em biết cái nết chị Tường ghen sao không? Đó, bây giờ em muốn cái nết chị Tường à. Chị đừng có sôi. Đó, ghen nó cũng phải tùy theo đối tượng. Yeah. Ghen nó cũng phải phụ thuộc mình ở tuổi nào. Lúc mà chị coi như là tuổi đôi mươi đó, chị ghen đó mà chị thấy mình nó đứng sao giờ người kia là cái chai ly nước trước mặt là chị chọi luôn. Là ngày xưa. Còn bây giờ đó, liếc một cái thôi á là hiểu vấn đề rồi đó. Chị chỉ cần liếc một cái thôi chứ chị không nói gì nhiều hết á. Đúng rồi chị, đâu phải manh động đâu, chỉ cần liếc cái thôi là cũng biết đủ như thế nào, đâu phải manh động mà có nhiều ông liền quá không chịu biết, mình liếc nó không thèm nhìn đó em. Đôi lúc mình cũng phải dằn mâm sáng chén nó mới hiểu vấn đề. Trời chị, không, nhưng mà cái biểu cảm của chị trên con mắt rồi trên, nói chung là trên khuôn mặt chị là đầy đủ hết luôn rồi, chị xài hết công năng rồi. Ừ, liếc một cái là đứng tim rồi, đúng không? Đúng. Lúc nào dám hó hét. Em không liên quan mà em còn đứng nè. Giờ thì cũng nhiều cung bậc cảm xúc, trò chuyện cũng nhiều rồi. Mà muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa đó thì bấm nút hẹn hò đi rồi mình hẹn ở bên ngoài nha. Yeah. Cái thời gian chương trình nó có hạn. Bây giờ tôi cho một cơ hội nữa thôi. Hồi nãy giờ có nói nhưng mà chưa có va chạm, chưa có cảm xúc. Mà ở cái tuổi này rồi, nhiều khi nó cái cảm xúc, cái điện nó mới chạy qua mới quan trọng. Yeah. Nó có điện âm điện dương nó hòa hợp không, hay là nhiều khi vậy mà nó cùng dòng điện nó đẩy ra. Ai biết đâu được. Dạ đúng rồi, dương đẩy ra là gì đó, hay là tôi đâu có biết được. Dạ. Bây giờ mời bạn trai, thấy tướng tá cũng vóc dáng cũng cao to mạnh mẽ lắm, bước qua bên đây đó, mình có thể là ấm nhẹ bạn gái lên cái coi nổi không, rủi người ta ốm đau bệnh hoạn vợ đi đẻ đồ có ấm chạy nổi không. Mời em test sức khỏe. Thường mấy bạn trẻ tôi bắt hít đất thuộc dầu, nhưng bây giờ mình lớn rồi lớn làm vậy nó xấu lắm, xấu hình ảnh lắm. Đúng rồi. Qua đứng lên em gái, đứng lên cái giai đoạn này phải ấm nhẹ lên cái gì coi nổi không à. Coi như hôm nay đưa vợ đi đẻ nè. Là em ẩm theo cái kiểu nào chị? Đúng rồi, ẩm vậy đó. Rồi. Ừ, rồi em thả lỏng nha. Trời, thả lỏng đi. Thả lỏng nha. Ú, coi chừng té em nha. Ô trời, té em. Nổi không? Được không chị? Để đưa lên đưa xuống rồi. Chị còn chơi tung tương nữa. Rồi, được chưa chị? Chưa được chưa em? Dạ, được rồi chị. Nó nghe nè, người ta ẩm không phải cái tay để đó. Đúng rồi đó. Chị để đâu chị? Ai mà ẩm mà để ở đây rồi đau cái da người ta chết. À, đúng rồi, mình làm lợi cho đẹp coi. Ẩm gì lạ lùng vậy, người ta mới thả lỏng cái người ta ngửa vô cái vai của mình. Đúng không? Rồi. Lại nè, đây nè, em đưa cái tay ra. Đúng rồi, tay ra nè, đúng rồi. Chương trình nó mới đẹp. Đúng rồi, nó đẹp có cái gì ẩm xuống quất. Đó. Vậy mới gọn gàng thấy không? Ẩm gì mà em tưởng là em rớt hả? Đó, quá tuyệt vời. Đó là va chạm rồi đó. Dạ. Rồi thôi xuống bây giờ nhìn nhau là thôi. Nghiêm túc nè, nắm tay nhau nè, nhìn nhau 30 giây. Mỗi người nói với nhau một câu cuối cùng, cảm xúc suy nghĩ của mình rồi trở về chỗ bấm nút. Mời hai bạn. À, chắc có lẽ là mình nên cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu em nha. Dạ. Tới đây cũng là cái duyên này đúng không anh? À. Xong rồi chị. Vậy rồi đó hả? Dạ, 30 giây ngắn ngủi vậy đó hả? Rồi thôi được rồi, về đi, đủ rồi. Dạ. Đủ rồi. Sao em thấy cái ôm có chắc chắn không, vững chãi không, hay là nó em có cảm giác chưa an toàn? Chưa an toàn hả? Vậy là ẩm chưa chặt. Rồi bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. À, đây là cái giây phút quan trọng. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm mạnh. Sau đó mình sẽ có nhiều thời gian mình tự chủ động, mình tìm hiểu nhau. Nếu như hôm nay cảm thấy là ồ, chị Tường mai mối cho mình cái người này chưa hợp lý, mình chưa muốn, mình chưa cảm, thì mình cũng có quyền rút tay lại, từ chối. Mình bấm không phải vì lịch sự, mà mình bấm là vì mình thật sự thích và mình muốn tìm hiểu cái người này. Yeah. 30 phút trên truyền hình thì nó ngắn lắm. Yeah. Chỉ mới là hiểu, đo cảm xúc một tí, mọi thứ nó chỉ mới bắt đầu thôi. Yeah. Còn muốn tiếp tục hay không, nó là quyền các bạn lớn hết rồi. Yeah. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha. À, bây giờ anh có lời này, đây là gì để anh nói với em nữa không? Hồi nãy 30 giây tôi kêu nói không nói rồi, giờ nói gì nữa. Giờ chỉ là em muốn nói hả? Không, em hỏi nếu em muốn nói thì chị cho không, cho ảnh là hết em, cơ em hội nói. Em không có nói, nhưng mà em hỏi ảnh có lời gì để muốn nói với em nữa không? Chị Tường không cho nói nữa rồi, không nói được đâu. 30 giây tôi cho rồi. Nói rồi, không chịu xài. Không chịu xài. Rồi chịu xài phí chưa, phí chưa. Bây giờ chỉ có nhắn. Bây giờ chỉ có hành động thôi. Hành động thôi. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng em đếm của chị, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Một, hãy lắng nghe nhịp đập trái tim mình, nghe lý trí mình đang suy nghĩ mách bảo điều gì.
Hai, hãy cho nhau một cơ hội nếu chúng ta cảm thấy thật sự là phù hợp. Ba, hết thời gian cùng một lúc, nửa trái tim xanh và đỏ cùng lên một nhịp đập, mừng quá, qua đây qua đây, tôi làm mai cho người ta mà làm như tôi có được bồ luôn nha, trời ơi là trời, mừng hết sức vậy đó. Có lẽ tôi đi tưởng là mình mừng cho mình. Mình mừng quá thôi kệ, Tường đã cho đi nhiều rồi quý vị. Tôi cũng không biết tôi làm cái công việc được tới bao lâu nữa, nhưng mà thiệt bây giờ tôi khổ tâm lắm. Nắm tay hôn nhau một cái, một nụ hôn kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau cho chị Tường chứng kiến nè. Hôn tại đây luôn hả chị? Chứ không lẽ muốn núp lụm. Hôn thế nào em nhỉ? Hôn thì hôn đi. Thì hôn đi. Anh phải xin phép. Hỏi chứ chị cũng phải xin phép em tiếng chứ. Anh lắm á nhà. Anh cũng phải xin phép em tiếng mới cho chứ, đúng không? Hai người này coi như sắp cưới tới nơi rồi, đúng vậy. Mặt trông như đã. Ủa gì? Mặt gì? Mặt trông như đã. Trời ơi. À, gì trông? À, tình trông như đã, mặt ngoài còn e. Trời, Thí Kiều Nguyễn Du luôn. Rồi, mừng đi ông nội. Em mừng nha chị. Mừng đi. Em xin phép mọi người em mừng. Mừng buồn á. Mừng. Bây giờ nè, cái cặp này là tôi hy vọng lắm nha. Tôi bây giờ từ giờ tới Tết cũng còn lâu á. Tôi thấy là ai án đi. À, người ta lên lấy hàng là một chuyện phải chia ra. Người ta lên lấy hàng là ông cũng phải đi về quê sắp xếp nữa. Yeah. Gặp mặt nữa. Rồi dắt về cho ba mẹ coi làm sao. Được thì ấy luôn, tại vì cặp này phải đẻ sớm đi. Chứ 40 trên hết trơn rồi. Nha không? Có cái gì là báo tin vô cho tôi liền nha không? Yeah. Nhớ nha. Yeah. Rồi, chúc mừng hai bạn.